nhiêu đi ha. Mua của ai vậy Hân? Mua của ai cơ? Hai cái lóc mua của chị ấy á. Thảo hả? Gô bự quá ha. Cái gô này chắc nó nuôi đi sen hả? Nuôi đi sen. Ê, mình quay clip mình nói đang đi cắm câu. Anh lấy cái câu để kế bên đi. Anh để câu kế bên đi. Giờ mà đi bắt được câu mà được cá như vậy. Tin đó con, nó về quê mà cắm câu tin. Dạ tin. Dùng 4 á là dư mà quá rồi. Dạ. Mà quá mình nó hồi xưa chị ba qua. Cho chào mình đầu này. Nó nhảy không cái nhờ Hưng. Cái lóc nó nhảy á. Cái chị vàng nè, nó có cái chị vàng ngon quá nè.